Dắt anh theo em về mà miền Tây, thằng Tí nó hóng chuyện ai về làng mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có sẵn em vào thay. Ý kìa chú ba, đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say, nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Ha, nghe em hát dân ca, người từ xứ xa cứ yên tâm em đây thật thà. What is that, Kaylee? Fried rice. Why, why? Kelly, try the frog, see how it tastes. Try one first. Try one first, see how it tastes. Yeah, try. I don't like a chicken leg, but more bony. Yeah, just try it. Wow. How does it taste? It's sweet. Oh. Nặng không? Không thì không. Lương xào xả ớt. À. Ngon thế. Ốc bươu muối tiêu. Bươu quá. Lẩu cua đồng à? Đâu nè, chung với lẩu cua đồng. Đồng với lại cá thác lá. Lẩu cua đồng cá thác lá. Em gái này giới thiệu nè. Em này gì em? Lẩu cua đồng mà không thấy, đâu thấy cua đâu. Cái này là riêu cua. Ồ, không phải là con cua hả? Không phải con cua. Cái này là riêu cua. Ok. Thế mà cứ tưởng. Cái
And look at me. Then look at her. Because she's carrying from the front. Yeah, you just jumped out. I just had your back, right? It would have been different. I just have to stop. Carrying from the front is way more. Okay, can you switch all by yourself? Nhìn lên đây, nhìn lên. Quýt hết ạ. Yeah. Vàng ấy hả? I'm just showing you my pictures. Vàng đi.